con mà chỉ đạo cái vấn đề tôi thôi, không có thắc mắc là muốn lão dạy con tôi mình những thử một và trong 30 phút đó là gọi ra là tôi cứ thứ cần gọi cho tâm, nhưng mà con nghĩ lúc con tôi mình những thở thì có ít vô thì con có ý rõ ràng, con thở ra con thấy không rõ ràng là do bị cái liên xoang nó thở trong bên, còn bên nó có thở cứ hết cái thay trong mũi này nó thở trong bên kia nó không thở, thành ra con nghĩ giờ nữ bệnh như sao. Không được, bây giờ nói như vậy là con đã bị viêm xoang rồi, thì không dùng cái hơi thở mà dùng cánh tay, dùng cánh tay đưa ra, đưa ra, con phải dùng cánh tay thay cái thế cái hơi thở của con, không, con nhíu tầm mở tầm 1 phút của cánh tay đưa ra đưa vô, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, con nhíu tầm vào trong cánh tay, rồi sau này đuổi bệnh cũng bằng cánh tay của con, bởi vì cái viêm xoang cái mũi của con rồi thì con dùng hơi thở thì nó sẽ làm cho con khó hơn. Nên cho nên vì vậy mà bỏ hơi thở đi, rồi chừng nào mà đuổi hết bệnh viêm xoang rồi tôi đặt mà không cần hơi thở cũng không sao hết, không có những cái điều kiện khác, chỉ có ăn thua ở chỗ mà xả tâm thôi, xả tâm thôi, để tập cái sức đưa cánh tay ra vô là tập cái sức tỉnh thức để cho con được định tĩnh để mà nhìn thấy từng tâm niệm mà xả. Không thể giai đoạn căng thẳng là cứ đưa tay ra đưa tay vô đưa tay ra vô đừng dùng hơi thở, cái ý thích vô đưa tay vô không phải đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô chứ không phải là bệnh viêm xoang thì thấy cái tay này ra à, còn con à, bệnh viêm xoang theo cánh tay này mà ra cho cái viêm xoang con nó hết có vậy thôi, hãy con đưa tay ra thì con bệnh viêm xoang này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra thân không bệnh này theo cánh tay mà vào con đưa rồi bệnh viêm xoang này theo cánh tay mà ra cứ như vậy mãi thì cái bệnh viêm xoang con nó sẽ ra ý như nửa tiếng đồng hồ à, khoảng độ nửa tiếng đồng hồ thôi, nửa tiếng đồng hồ vừa nhiếp mà vừa đuổi bệnh còn cái chức trang mà ngồi chơi ngồi chơi xả tâm không nhìn ý niệm của mình có niệm nào quán thẳng gì tắt ý dùng cái tắt ý xả dạ, con nghĩ ví dụ khởi tâm cái niệm nhớ nhà thì nó nói ái cái sự đi 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 à, ái cái sự đơn đi giản đi vậy thôi à, đơn giản ái cái sự đi đi ở đây tâm bất động thành tạng là gì rồi rồi nó tới nữa cứ nói gì rồi tới nữa thì cũng tắt ý nữa tới nữa cũng tắt cứ như vậy tắt ý hoài đuổi hoài đuổi chừng nào mà tụi nó đi hết thì con sẽ chứng đạt rồi trong thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ nghỉ ngơi cũng xả tâm cũng xả tâm luôn con thì tôi liên tục đó. Tôi liên tục phải rồi tôi như vậy nó mới mau con nó có thời gian nó tôi thì là con cũng hạn chế đọc sách rồi đúng rồi đọc sách là tức là làm triển khai cái sự hiểu biết của mình hạn chế bớt để mình tập trung nhiều hơn và đồng thời mình cũng đừng bỏ cái giờ mà đọc sách cũng là triển khai sự hiểu biết của tiểu phía của mình cố gắng cố đứa nó tu tập nó đủ mọi mặt đó chứ không phải tu có một pháp nó sợ không hết rồi rồi con về không không xong rồi mấy con à, bây giờ thì con lên đây thôi sáng thì tôi cần chính cái thầy cũng như là để cho tôi đọc con xin hỏi thầy như thầy cũng có dạy về pháp độc cư từ giai đoạn ba giai đoạn độc cư anh đoạn thì con cũng đúng là độc cư đoạn một con cũng chưa tu hành thành tốt nữa bây giờ con cũng muốn như thầy đã trả lời cái bước cơ trong thương với cái chủ nào đó cũng như là ý của thầm của thầm niệm chính là cơ cái con được vâng thì tôi đọc con không thấy à, như vậy là con tôi đọc chưa có được tốt rồi do cái đó thì con xin thầy là qua cái lớp mà buổi chiều con có dự tính đó, qua cái lớp mà sợ xong cái con dự tính xong cái lớp mà như là cái bạn người cái tính lực đó của cái loại của già 112 tuổi này xong rồi con thấy là xin chỉ tính lớp buổi chiều chỉ học lớp buổi sáng là không xin lực ráng cố gắng học
học để triển khai cái tiên kiến, tức là định vô lậu đó, để tinh thẳng để làm cho học để hiểu biết. À, gần đây thì mấy con sẽ học những cái bộ sách đạo đức, nó có thể đưa vào những cái mẫu chuyện thật sự gây cho nhiều cái hành động đạo đức làm cho chúng ta rất xúc động. Thầy cố gắng thì lược, thầy cố gắng thì đưa vào những cái mẫu chuyện rồi mà nó gây chúng ta rất nhiều cái xúc động, cái hành động đạo đức của nó, nói là những cái chuyện nho nhỏ thôi mà nói lên được cái đạo đức của con người của chúng ta, mà nằm ở trong cái đức hiếu sinh của cái lòng thương yêu chúng ta, mà nó thực hiện được những cái hành động rất là đạo đức. Như hồi nãy thầy nói, nhường chỗ ngồi cho một bà cụ, một người phụ nữ có con nhỏ ở trên xe buýt có chỗ ngồi là một hành động đạo đức. Chúng ta đứng xếp hàng để mua đồ mà chúng ta đứng sau, mà chúng ta đứng trước thấy một người có con mà ẵm con mà đứng sau, chúng ta nhường cho họ đứng trước chúng ta, đúng cũng đều là thực hiện đạo đức hết. Đó là cái đạo đức của con người, chúng ta biết thương người. À, cho nên khá học không? Con xin hỏi về cái tu tập và định niệm hơi thở. Cũng như mới đây thì khi về khi nói được của con nó bớt thì con cũng tập mà định niệm hơi thở cũng được từ thì con cũng hơn một bậc. Thì con xin hỏi thầy là khi mà tập định niệm hơi thở thì con thấy là quan trọng là cái câu tác ý, còn cái niệm hay không niệm thì kệ nó, thầy khi nào mà xả tâm mới xả niệm. Đúng rồi, xả tâm thì xả niệm. Còn cái câu tác ý của mình cũng quan trọng. Còn nhiếp tâm thì câu tác ý dẫn nó vào cho nó nhiếp vào trong. Mà cái câu tác ý để xả về khỏi tác ý nó, để đúng cái đối tượng, cái niệm của nó để cho nó. Thì câu tác ý quan trọng. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ôm cho chặt câu tác ý. Câu tác ý là cái phao nó mấy con. Mấy con vượt biển. Vượt biển khổ là cái thân mấy con đang đau nhất. Đau nhất ở trong thân. Đó là cái biển khổ của mấy con. Cái niệm khổ. Mấy con ôm câu tác ý là mấy con ôm phao vượt biển, mà mấy con buông câu tác ý là mấy con chìm xuống biển. Thầy nói như vậy mấy con biết là câu tác ý của Phật là cái phao để cứu chúng ta vượt trùng dương, vượt biển nghiệp. Chúng ta đang sống ở trong cái biển nghiệp mà chúng ta có được cái phao là chúng ta sẽ vượt qua khỏi biển nghiệp. Cho nên câu tác ý rất là quan trọng, phải nhớ kỹ những cái điều này. Chứ không khéo mấy con coi thường cái câu tác ý là mấy con đã bỏ cái vật, cái pháp vô giá. Không có một cái pháp nào mà đổi được cái pháp như lý tác ý của Phật vậy. Cái pháp vô giá cứu khổ chúng ta bằng cái pháp.